Chào mọi người, nhất là những cái bạn mà có tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, thì đây là trong một trong những cái tuổi mà anh nhận rất 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 là nhiều yêu cầu là anh ơi làm giúp em cái vận hạn 6 tháng cuối năm của tuổi này như thế nào. Thì chắc có thể là do là cái video clip mà nói về tử vi trọn đời của tuổi này á, được rất là nhiều lượt xem ở YouTube cũng như là ở trên Facebook, cho nên là nhiều người xem thì nhiều người sẽ hỏi từ 6 tháng cuối năm này nó như thế nào. Tại vì trong những cái video clip trọn đời á, cái phần cuối nói về tổng đoán năm nay nó cũng rất là sơ sài, cho nên là có thể là vì vậy cho nên là mọi người comment kêu mình làm nhiều. Thì hôm nay anh sẽ làm clip này để trả cho mọi người, hy vọng rằng là nó sẽ có được những cái tiện ích, có những cái hay để cho giúp cho mọi người thấy được là tử vi phong thủy của mình nó như thế nào. Đầu tiên hết á, là xét về 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 hoàng ốc kim lâu á, thì năm nay á, tuổi này là dính vào kim lâu, nên là tuổi này năm nay là đừng có nên xây dựng nhà cửa gì hết ha. Tuổi này năm nay mình đừng có xây dựng nhà cửa, thì về dưỡng kim lâu thì là không nên xây dựng nhà cửa cả nam lẫn nữ ha. Rồi xét sâu hơn nữa là có can chi của năm sinh này nó như thế nào. Ví dụ như các bạn có hàng can của cái tuổi này là quý, là hành thủy ha, nhưng mà đặc biệt đó là chi của cái này á, là hợi á, nó cũng lục hành thủy luôn. Cho nên là can chi nó cùng 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 hành, không xung không có ấy chứ không. Vậy là những người này á, thì thường á, là có năng lực và có thực tài, thành công á, thì không có được sự may mắn giúp đỡ, mà đa phần là từ từ cái nỗ lực của bản thân mình mà ra thôi. Còn có ai có giúp đi nữa thì cũng một thời gian ngắn là mình phải tự lực, chứ còn không thể nào mình thấy làm được. Những người này á, mà sinh do là tuổi tuổi này là năm lẻ, là tuổi âm. Này thuộc là đại hải thủy âm, thì đại hải thủy âm này á, thì những người mà sinh vào tháng 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 lẻ, tức là 1, 3, 5, 7 thì đó là tháng dương. Nếu mà sinh vào những tháng đó thì là âm dương không có thuận lý, và âm dương không thuận lý thì họ sẽ không có bằng được những người mà sinh vào 2, 4, 6, những người mà sinh tháng chậm, tức là tháng âm luôn, là âm dương nó thuận lý. Thì thông thường những người mà âm dương thuận lý thì có cuộc sống ít gặp trắc trở, và khi gặp khó khăn thì cũng vượt qua được, có thể ví cuộc sống như mặt hồ, ít khi gặp sóng gió lớn. Đó là cái người mà sinh vào 2, 4, 6 mà của năm này, so với những người khác thôi nha, chứ còn không có so với tuổi khác, mình đang nói ở trong tuổi này thôi. Rồi tương quan ngũ hành giữa bản mệnh, tức là cái bản mệnh của mình là hải thủy, thì cái nạp âm ngũ hành của mình là cái gì, thì mình xem coi nó có bị gọi là cấn gì với nhau hay không. Thì nạp âm ngũ hành của người này á, là đại hải thủy, nam thì có cung khôn hành thổ, mà thổ thì khắc thủy, nạp âm ngũ hành khắc bản mệnh, nghĩa là những người nam của tuổi này á, là thường á, là không hay gặp thuận lợi trong cuộc sống, và lận đận chung chiên, thậm chí là một hai đời vợ làm ăn không may mắn, không suôn sẻ như ý, mà gặp rất là nhiều trắc trở. Cái sự không may mắn ở đó là do là cái nạp âm ngũ hành của mình bị khắc cái bản mệnh, ngay cả trong bản thân mình đã có cái khắc mệnh rồi thì không không tốt. Còn xem của nữ thì sao ha, nữ thì thuộc cung tốn hành mộc, mà thủy sinh mộc, tức là bản mệnh sinh ra nạp âm ngũ hành. Cái người này á, nghĩa là những người này luôn được may mắn trong cuộc sống ha, phần lớn là những người này nữ tuổi này là sướng, gặp may mắn trong cuộc sống nè, nắm thiên can chữ quý, gọi là nam nhâm nữ quý nữa. Cho nên là người tuổi tuổi này là bản thân của tuổi này là tuổi quý, là đã giỏi được. Gặp hợi nữa, cho nên là có nhiều cái sướng nằm tập trung trong này hết. Cái người nam tại sao không sướng bằng người nữ ở tuổi này, thì vì nam nhâm nữ quý, bản thân người nam lọt vào chữ quý đã là không tốt bằng người nữ rồi, đúng không? Rồi nạp âm ngũ hành với bản mệnh là tương khắc nữa, cho nên mà nói
tuổi này nam mà sung sướng thì mình nghĩ không có, đa phần là nữ, và anh thấy phần lớn nữ tuổi này là sung sướng, họ sướng thân, họ may mắn trong công việc, nhưng mà không phải sướng là ngồi mát ăn bát vàng đâu, cái gì cũng vậy. Thời buổi này nó sướng là về mặt cái thôi, về mặt cuộc sống, về mình so với những người khác thôi, những người tuổi khác cùng ngang ngang tuổi này, ví dụ như tuổi Dậu, tuổi Tý đồ này kia. Nhưng mà mình cũng phải, nhưng đặc biệt người của tuổi này á, do là đều nạp âm thủy mà, như ở nói ở trên đó là tuổi là thiên can với lại chi, can chi của năm sinh đó, đều là thủy hết, cho nên là nữ của tuổi này thường khổ thân, quên lộn, khổ tâm, tức là lo nghĩ linh tinh lang tang, lúc nào cũng lo nghĩ, chứ không mà luôn luôn là sướng thân ha. Em nói lộn hay nói lộn mà chết luôn á đó. Đó rồi bây giờ đó là những cái tổng đoán của cái năm này nó như thế nào, cái người của tuổi này như thế nào so với năm nay thì nó sao, để xem thử coi. Thì năm nay á, thì nam của tuổi này đúng không, nam mạng của tuổi này năm nay là sao Thái âm, cầu danh lợi nha, và đắc tiền tài lộc tốt, hạn thì diêm vương, phòng tai ách thị phi khẩu thiệt ha, vận niên là hầu thực quản, khỉ ăn trái là tốt ha, thủy thì gặp năm hỏa là tương tương khắc đúng không, xấu bất ổn, nhưng mà địa chi hợi gặp dậu là sinh sức là tốt, thiên can quý gặp đinh là sanh nhập, quý là sanh nhập ưu điểm luôn. Chiếu theo vận mệnh âm dương ngũ hành trong năm nay á, tiểu vận đóng tại cung khôn hành kim thuộc hướng tây nam thiên tây, đối với quý hợi á, là tuyệt địa rất là tốt. Tọa cung tiểu vận thì có các sao là bạch hổ, đại hao, hóa khao, chiếu thì có các sao cố định như thiên mã, lưu vân, lưu niên vân tinh, hỏa quyền, tiểu hao. Thì có thêm thao tăng môn, năm nay có thái tuế, nhưng mà thái tuế nhẹ, kinh dương, hoa cái, long trì, quan phù, tấu thư, đường phù và thiên la. Tại cung ấy gặp các sao là thái tuế, bạch hổ, quan phù, đại hao. Chiếu theo những cái gì mà có ở trên ấy thì mình có thấy rằng là năm nay là được cát tinh chiếu mệnh, có sao thiếu âm ha, sao thái âm chiếu mạng, nên công danh sự nghiệp phát triển như ý muốn các anh em ha. Nhưng tâm lúc bạn không quên suy tư ứng nhiều thứ quá ha, và lo về tiền bạc ha, nhất là chuyện tình ái năm nay thì nó không có nhiều cái may mắn. Năm nay có tiền vào rất nhiều nhưng chi tiêu cũng cũng không có kém, phải cẩn thận trong việc làm. Nhưng mà năm nay có thiếu dương phúc đức tứ phù và nhị đức hội tụ, nghĩa là tâm hồn thoải mái hơn vào cái nửa 6 tháng cuối năm. Các nam hay nha, thì đó là những cái mà luận chung về sách vở nó viết, còn phần này là phần của nghiên cứu riêng của anh ba. Thì nhớ không, là đối với người mà đại hải thủy năm nay là năm hỏa, thì cái việc mà gặp khó khăn trong làm ăn, trong nhất định thì không thể nào không có, dù là có sao thiếu thái âm chiếu mệnh, có chủ về tài lộc, chủ về tiền tiền tài danh vọng, nhưng mà thực chất tuổi nam năm nay anh nghiên cứu thì anh thấy rằng tuổi nam năm nay không có may mắn như vậy, thì bản thân họ là sao nghịch, dù là có sao thái âm chiếu mệnh tốt nhưng họ cũng vẫn có sao đại hao và sao tiểu hao chiếu mệnh phía sau. Thái âm phía trước nhưng mà đại hao tiểu hao nào ở phía sau thì cũng như nhau, cũng bù qua sức lại, làm ra 10 thì xài hết 9 thì cũng coi như không dư đúng không. Rồi 2 tháng vừa rồi, 2 tháng vừa rồi là 2 tháng đinh mùi, hợi mẹo mùi, 2 tháng hợp nhất của năm nay cho đến bây giờ là 2 tháng 6 này là 2 tháng thuận nhất của gọi là may mắn nhất của tuổi tuổi ngùi, quên, tuổi tuổi heo 83 này, tại vì nó là tháng thủy cho nên là ok. Nhưng mà
tháng thổ tức là tháng 7, tháng thân. Tháng thân thì không có may mắn như vậy. Tháng thân là tháng dần, thân tỵ hợi. Tháng kỵ về 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 tức là tháng 7 sắp 20 ngày nữa, tức là tháng thân nè, thì các bạn kỵ về mạng nè, kỵ về thân, thổ thổ nó cắt thủy nè, cộng với các bạn là vô tháng xung nữa, các nam vô tháng xung nữa, dần dần thân tỵ hợi đúng không, vô tháng xung nữa. Nhưng mà tháng ví dụ như tháng tỵ thì nó còn xung hơn, nhưng mà tháng thân thì nó còn đỡ hơn một chút, nó xung thôi nhưng nó không khắc. Cho nên là tháng này là tháng cẩn thận về tiền bạc, về tai nạn, tại vì tháng này tất cả cái xấu nó chiếu lên bạn, dù rằng cái sao Thái Âm nó có chiếu bạn sáng cỡ nào nữa, mà bao nhiêu nó chỉ là một cái lớp bảo vệ bạn. Nào thằng tiểu hao đại hao nó ở sau lưng đúng không, bên trái bên phải là cái tháng thổ nó khắc thủy, ở trên nó thì tháng thân nó xung khắc với lại mình, thì khó có chuyện mà tháng này mình may mắn là bạn có tiền. Cho nên là tháng này có gì đi nữa thì cũng đừng có ra tiền nha, đừng có bỏ tiền đầu tư việc lớn, không khai trương, không có làm ăn, không có mở đầu cái gì trong tháng này. Rồi tháng kỷ dậu, tháng kỷ dậu thì thuộc tháng thổ nhưng nó lại không phải là nó không phải là tháng 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 xung của tuổi, cho nên là còn nhẹ hơn. Nhưng mà các bạn biết rồi, cái gì mà nó đang xuống thì nó muốn đi lên, nó mới từ từ chứ nó đâu lên được cao được. Cho nên là tháng này cũng chỉ là bình thường, bình bình thôi, gọi là hững hơn tháng 7 âm lịch thôi, chứ cũng không có cái gì. Tháng Tuất, tháng Tuất là tháng kim, mà kim thì sinh thủy, Tuất với tháng Hợi là tháng kim, kim sinh thủy, thì tháng tháng Tuất là tháng kim mà kim sinh thủy, tháng Hợi cũng tháng kim, tháng Hợi tuy là tháng tuổi, nhưng mà là tháng kim, nó là kim sinh thủy, nhưng mà tháng tuổi đi nữa thì nó cũng không có gì, tại vì tháng tuổi nó chỉ kỵ mình ở bên trên thôi, nên mình không có nặng nề lắm, nhưng mà cái mệnh của tháng nó rất là quan trọng, cho nên là kim sinh thủy tháng này cũng làm ra tiền, nhưng mà cẩn thận cái việc va quật còn này kia, xe cộ, các anh em nhớ cẩn thận ha. Tháng Nhâm Tý, tháng Mộc, thủy sinh mộc, nói chung là những tháng cuối năm là những tháng tương đối tốt với tháng Tý này, cũng không có gì. Tháng Tý mình cũng không có nặng nề gì, tháng Sửu cũng vậy. Đó thì hai tháng cuối năm này bình bình, làm có tiền, nhưng mà chi không có chi, không có tốn kém nhiều. Nhưng mà những cái tháng như các nam cẩn thận như mình ha, nhất là tháng 7 tức là tháng sau đó, tháng sau của năm mấy á, và cộng với tháng tuổi của mình, tháng tuổi của mình thì mình chỉ cẩn thận về sức khỏe, không cẩn thận về tiền bạc, nhưng tháng 7 là mình phải cẩn thận mọi thứ về tiền bạc ha, chứ không là tốn tiền uổng phí, công làm thì khó mà công có thì không giữ được, bất công. Cho nên là mình cố gắng ha. Đó là luận đoán chung của những cái anh nam, các bạn nam của tuổi Quý Hợi 6 tháng còn lại của năm này. Bây giờ mình xem coi thử 6 tháng tới cho các chị nữ thì sao ha. Các chị nữ tuổi này thì may mắn hơn các anh nam, gọi là nam nhâm nữ quý, mà cũng như ở bên trên là mình phân tích những cái khác rồi. Cho nên là các chị nữ, các anh nam có mà nhìn các chị nữ mà thấy ủa sao nó tuổi mới cũng tuổi Hợi mà sao nó sướng quá, thì đó là nãy giờ mình đã phân tích tại sao tuổi Hợi nữ sướng hơn tuổi Hợi nam ha. Thì năm nay thì chưa chắc vì họ sung sướng, thì có năm họ sướng hơn mình đâu, các anh em yên tâm ha. Nhưng mà đây là năm một năm chẳng hạn, năm nay là năm sao Thái Bạch của tuổi Quý Hợi nữ. Sao Thái Bạch là quét sạch cửa nhà, cho nên là gọi là sao tốn tiền. Thiên La là cẩn thận, kẻo tranh chấp cãi vã và kiện tụng. Đó, còn lại là vận niên Hậu thực quản nè, thủy gặp năm hỏa là tương khắc xấu nè, địa chi Hợi gặp dậu là khắc xuất thắng lợi nè, thiên can quý gặp đinh đó, là sinh xuất bất an trong trong lòng. Thì
theo cái chung kiến mệnh đó thì hôm năm nay cũng như tiểu vận đóng tại cung Khảm, hành thủy thuộc hướng chính bắc. Tọa vận thì có Thái Tế, Quan Phù, Kinh Dương. Sao cố định chiếu thì có Tuế Phá, Thiên Khốc, Thiên Hư, Thiên Phúc, Quý Nhân, Tấu Thư, Bạch Hổ, Tiểu Hao, Hóa Quyền, có Hóa Quyền, Hóa Cái, Long Trì, Quan Phù, Hỷ Thần, Đường Phù, Thiên La. Có sao Hỷ Thần là có tin vui ha, có con hay là đám cưới gì đó. Thiên Mã, Tuế Phá, Tang Môn, có Tang Môn là gia đình đề phòng có chuyện có tang ha. Theo như luận đoán tổng quát năm nay với những cái sao chiếu mệnh như vậy á, thì tuổi này là bản thân đã xây dựng cuộc sống gia đình đã tương là hoàn mỹ rồi. Những người mà chưa có xây dựng gia đình trong năm này dễ rất có hủy phần. Tiền bạc thì tuổi này là thuộc một trong những cái tuổi mà không có lo nghĩ về tiền bạc nhiều, họ sướng về thân, dù họ có khổ họ không có ấy đi nữa thì thân họ cũng sướng. Tam hợp Thái Tế, Bạch Hổ, Quan Phù, tuy tiền bạc có hao hụt nhưng làm được nhiều việc, tức là bỏ tiền ra để làm được nhiều việc. Đó là những cái phương diện chung của các sao chiếu mệnh của tuổi này. Để xem thì cũng như các bạn nam của tuổi này thì các bạn nữ của tuổi tuổi này tuổi Quý Hợi này cũng vậy, thì các bạn cẩn thận nhất cho mình là tháng 7, tháng Mậu Thân, tháng Thổ, do là các bạn năm nay là sao Thái Bạch cho nên các bạn sẽ tốn tiền, tuy là các bạn có làm ra tiền đi nữa thì tới cuối năm nay thì các bạn cũng không thấy các bạn dư đồng nào, còn hơn các anh nam nữa. Các anh nam có sao đạo đại hao tiểu hao chiếu mệnh phía sau, nhưng có cái sao Thái Âm nó chiếu ở phía trước đó bao phủ một cái hào vận hào quang thì các anh vẫn làm ra tiền. Còn cái sao Thái Bạch năm nay thì làm không có ra tiền mà nó ra tiền của mình không, tức là thí dụ giống như bây giờ các anh chị đang làm lương ổn định, đó là tiền tiền của mình, tiền từ trong thân mình ra, mà cứ gặp chuyện này chuyện kia móc lên ra đưa hết, đó là ham tiền của mình, và tiền của mình tích lũy nó cứ đi ra, mình không làm được, mình làm ra không không đủ cái số tiền mình chi, dù rằng mình may mắn mình có thành công này thành công kia nhưng mà thành công về mặt tiền bạc thì không phải là thuộc năm này. Năm này là sao Thái Bạch thì khó, rất là khó giữ tiền trong năm này. Nhất là vào tháng 7, tháng Mậu Thân. Thì như đã nói trên là tháng Mậu Thân là vừa xung về tuổi, vừa xung về mệnh ha, cho nên là cực kỳ nguy hiểm. Trong tháng này gặp sao Thái Bạch nó chiếu mệnh nữa, người ta nói sao Thái Bạch là đại hạn Thái Bạch, a nữ gặp đại hạn Thái Bạch là tốn tiền tốn của ha, nhưng mà được con gái năm nay sao sức khỏe là không ok. Có Phượng Cát giải thần, Thiên Quan quý nhân, điếu khách, cho nên là không có gì mà phải nói là chê được. Ở trong những cái sao mà có hỷ thần ở bên mình, có chuyện vui, mình gặp tình nhân hoặc là mình gặp một cái gì đó mình vui vẻ, nhưng mà cái việc vui vẻ đó không không bù lại cái việc mà mình tốn tiền ha, cho nên là các em cẩn thận. Và cũng như ấy thì mình tháng 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 tiếp theo mà cần đề phòng đó là tháng 10 âm lịch, tháng Tân Hợi, tháng tuổi, tháng tuổi thì kim sinh thủy, do có hệ có hành là hành kim sinh thủy cho nên là mình cũng không có gì mà phải nói là nặng nề cả, rất là ok. Thuộc hành tháng này nó lại trùng với lại hành của nạp âm ngũ hành, đúng không? Nạp âm ngũ hành đúng không? Hành thủy người của mình hành mộc đó, cho nên là mình không có sợ, nên cố gắng một tí xíu. Không, lộn, nữ nữ tuổi này là cung tốt hành mộc cho nên cái tháng này là tháng kim, cái nạp âm ngũ hành thì mình là hành mộc, nạp âm ngũ hành mộc, còn mệnh mới là mệnh thủy, kim sinh thủy nhưng mà ngược lại kim nó khắc mộc, cho nên là thay vì các anh nam mà tuổi này ở tháng này không lo về việc mình bị trầy xước qua hoặc bệnh hoạn, nhưng mà nữ tuổi này thì nữ đại hải thủy này thì phải cần nghĩ, Quý Hợi này thì phải để ý luôn cả thân thể mình qua va quẹt xe cộ và bệnh tật, tại vì do là nạp âm ngũ hành đó, là mộc
Còn nạp âm ngũ hành của nam đó, nó lại là thổ. Thổ nó sinh kim, cho nên là nó không có sợ cái việc mà bị về sức khỏe. Nhưng mà nữ thì rất là cẩn thận nha. Rồi, còn những tháng còn lại thì vẫn rất là bình thường. Ok, mọi chuyện diễn ra một cách tốt đẹp. Rồi đó là thông tin cơ bản 6 tháng cuối năm, vận hạn 6 tháng cuối năm của các em tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, và mong rằng các em có được những cái thông tin mà phù hợp nhất về phong thủy tử vi để mình có cái sự tự tin nhất định về cái tuổi của mình để mình làm ăn ha. Rồi các em mà có muốn xem các clip khác hay ủng hộ anh thì bên ngay đây nó có cái bấm nút theo dõi đăng ký kênh của anh để chờ đón những cái clip về tuổi khác cũng như là những cái chia sẻ về phong thủy tử vi của anh. Và nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để ứng dụng cái phong thủy vào cuộc sống một cách tốt nhất. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bye bye, hẹn gặp lại.